Phật, Bồ Tát và tôi, Hành Ngọc. Kết luận: đã gần 8 năm, tôi và nhà tôi nuôi một bé gái, một bé trai. Bé gái hoạt bát, bé trai thì trầm tĩnh. Mỗi khi tôi nhìn thấy bé trai thì không làm chủ được, hồi ức từ tai họa giao thông ở quá khứ lại hiện lên. Ngày 29 tháng 7 âm lịch, trước ngày khánh đản Đức Địa Tạng Bồ Tát một ngày, tôi và nhà tôi cùng với bé gái 4 tuổi và một người bạn kết nghĩa cùng ngồi trong một chiếc xe có kiểu dáng như một xe chở hàng hóa nhỏ do chồng tôi lúc từ Đậu Nam đi qua trạm hỏa xa của Đậu Lục. Chồng tôi vốn lái xe rất cẩn thận. Ngày đó vì ngại khoảng 4 giờ chiều trễ tàu hỏa nên chồng tôi đặc biệt chạy xe khá nhanh. Không ngờ khi chạy xe nhanh qua cầu Ba Tiên ở Đậu Lục thì chiếc xe chạy phía trước đột nhiên chạy chậm lại. Nhất thời không chú ý, chồng tôi vội thắng xe thật gấp, đổi hướng xe sang phía trái rồi tông mạnh vào đuôi xe đối diện, khiến đầu xe của chúng tôi bẹp dúm, lại bị cái đà của xe tải kéo đi một đoạn. Đầu tiên, xe chúng tôi bị tông là chỗ để cơm hộp, đó là cơm tôi chuẩn bị cho mọi người dùng cho tiện. Tiếp theo, xe tông vào cản chắn của xe trước, chấn động mạnh. Tai nạn kinh khủng này, thật khó mà biết được người trong xe bị thương thế nào. Những người ở bên đường đều cho là giữ nhiều lành ít, bởi vì ở địa điểm trên đường xảy ra tai nạn không chết cũng bị thương. Chiếc xe con dừng lại, xe chúng tôi tự nhiên cũng dừng lại sau đó. Dừng lại ở giữa đường, kiểm tra lại người trong xe, chỉ có tôi bị thương nhẹ ở đầu và chân. Con gái và chồng tôi với bạn chúng tôi đều bình yên. Bây giờ tôi mang thai được 8 tháng. Chồng tôi mở cửa xe, khi chúng tôi nối đuôi nhau xuống xe, dân cư hai bên giúp chúng tôi lau mồ hôi lạnh, thấy chúng tôi không bị một hề hấn gì, rất kinh ngạc hỏi: đầu xe bị hư hại hết, các vị sao may mắn không bị gì cả? Lại thấy bụng tôi đang lớn nên càng mười phần kinh sợ. Chúng tôi đồng thanh trả lời, bởi vì bình thường chúng tôi niệm Phật, bạn tôi trì chú Đại Bi, tôi và chồng tôi niệm Tâm Kinh và Thánh Hiệu A Di Đà, con gái chúng tôi cũng niệm theo. Trong khoảnh khắc sát na kinh khủng, tâm chúng tôi lập tức lớn tiếng niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát bảo hộ, cho nên chúng tôi tin chắc chúng tôi sẽ bình an, nhất định Phật Bồ Tát từ bi sẽ gia trì. Vì để chứng thật thai nhi có được bình an không, tôi đến bệnh viện phụ sản ở Đậu Lục gần nhất để kiểm tra. Bác sĩ phụ khoa cẩn thận dùng sóng siêu âm để kiểm tra rồi bảo tôi: chúc mừng bà, thai nhi rất ổn, vẫn bình thường và là một đứa bé rất đẹp đó. Điều này khiến tôi rất nhẹ nhàng sảng khoái. Sau đó, ông nội biết chúng tôi bị tai nạn, để tìm đến chỗ xảy ra tai nạn, xem tận mắt thấy chiếc xe xiên vẹo, vặn vẹo mà không thấy chúng tôi đâu cả, sợ đến mặt mày biến sắc, lo lắng chắc chúng tôi sẽ bị thê thảm. Trước khi chồng tôi xuất hiện trước mắt ông một cách an ổn thì mới làm cho ông thở ra một cách nhẹ nhàng. Trước khi xảy ra tai nạn vào một ngày, mắt trái của tôi bỗng nhiên cứ bị giật. Đó cũng là điểm bất thường được báo trước. Không ngờ chỉ vài ngày sau đã xảy ra tai nạn, mà tôi là người không bị gì trong tai nạn dữ dội ấy. Ngày đó, mục đích chúng tôi đến hỏa xa là muốn đi qua Đài Bắc, đến Nông Thiền Tự, tham dự lễ khánh đản Địa Tạng Vương Bồ Tát, tổ chức lễ thế độ cho hai vị sư phụ là Quả Hung, Quả Thuần, cũng chẳng là không có phước ấy ư. Không rõ đó là sai lầm của chúng tôi mới khiến cho chúng tôi không thể đi đến đó. Khi bị tai nạn thì chỉ có xe cộ bị hư hoại mà chúng tôi lại an toàn, không xảy ra việc gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi vốn có 4 người, trong đó 2 người ăn chay, 2 người ăn mặn, chồng tôi và con gái ăn mặn, cho nên tôi phải chuẩn bị thức ăn cho họ. Hoặc là chư thiên hộ pháp cảnh báo tôi đã thọ Bồ Tát giới mà đối với một chút nghi thức Phật giáo tôi cũng không chú trọng, cũng không giữ gìn cẩn thận về hình thức. Trước khi đến chùa tháp lễ bái thì thân tâm phải thanh tịnh, trước đó 3 ngày phải chay tịnh, thân thể sạch sẽ mới có thể ở trước Phật Bồ Tát cung kính lễ bái. Qua sự giáo huấn ở trên,
khiến cho tôi về sau không dám hành sự một cách cẩu thả, phàm là việc gì đều y vào nghi thức mới tiến hành. Vài tháng sau, tôi sinh một bé trai, tướng mạo rất xinh đẹp, mới sinh ra mà đã khá nặng cân, lại có thể tự chuyển động được. Trong việc này, tôi rất cảm tạ ân đức của thầy Quả Thuần và chị tôi. Cả hai đều đã vì tôi mà trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Nếu không có sự cầu nguyện ấy, chắc tôi và con tôi đã không vào ở thế gian này. Sau khi kết hôn một năm, tôi mới hạ sinh một bé gái bình an. Sau đó, cứ mỗi năm ung thai thì hai lần không bình an, do đó cũng tạo thành thói quen của sự sinh nở, khiến tôi hình như chẳng còn muốn chuyện sinh nở nữa. Cho đến năm trước, tôi cùng người em trai cùng nhau đi đến chùa Nông Thiền ở Đài Bắc tham dự vào khóa tu Phật Thất. Sau khi pháp hội viên mãn một ngày, tôi quỳ trước Phật Bồ Tát ban cho một quý tử và được bình an thuận lợi trong khi sinh nở. Quả nhiên, Phật Bồ Tát giúp tôi viên mãn sở nguyện. Trở về nhà không bao lâu thì tôi mang thai. Do biết mình nghiệp chướng nặng nề nên tôi không được bình an khi mang thai tháng thứ hai. Tôi bắt đầu thấy có hiện tượng xuất huyết ở âm đạo, nên càng thêm lo sợ. Thực vật gì cũng không ăn được, thân thể do đó không còn sức lực, dẫn đến chỗ đầu váng mắt hoa, thật là yếu ớt không chịu được một cái đánh nhẹ. Bây giờ thầy thuốc đề nghị tôi gửi con đi nơi khác, còn tôi phải nghỉ ngơi nơi giường, không được làm bất cứ việc gì, dầu nặng, dầu nhẹ. Con gái cũng không được bồng bế. Trời ơi, tuổi lớn tôi còn muốn có con. Còn toàn bộ những việc này chính là để cho tôi cảm được nghiệp chướng sâu nặng của mình. Nói đến nghiệp, tức là nói thân thể tôi bị suy nhược, không còn biểu hiện được một chút đề kháng nào. Chị tôi khi ấy đang ở Cơ Long, biết tôi sắp sinh nở, rất lo lắng cho tôi, lại nghĩ không thể bỏ hết việc mà đến giúp tôi. Đột nhiên, một tư tưởng lóe sáng qua đầu, chị tôi liền báo cho Sĩ Thành biết tình hình của tôi. Sĩ Thành là tên tục của thầy Quả Thuận, lúc nhỏ gần nhà cũng họ Lương, tình cảm như anh em. Khi biết tình trạng tôi như vậy, thầy Quả Thuận liền vì tôi mà đến trước Phật đài, chỉ tâm tụng niệm một bộ kinh Bồ Tát Địa Tạng bổn nguyện. Điều này thì về sau chị tôi mới điện thoại cho tôi biết. Nhớ lại, sau giờ ngọ hôm ấy, tôi nằm liệt giường, do sợ lạnh nên cửa sổ đều đóng kín. Nhưng có điều lạ là ở đỉnh đầu tôi có một luồng gió nhẹ thổi đến, khiến tôi cảm giác mát dịu, mà không phải là sự mát dịu bình thường. Tôi nhìn sang cửa sổ, thấy cửa vẫn đóng không sai, thế thì ngọn gió mát dịu từ đâu đến? Vài ngày sau, chị tôi ở Cơ Long gọi điện thoại đến, hỏi sức khỏe tôi có tốt hơn không. Cũng báo cho tôi là chị có điện thoại cho thầy Quả Thuần, thầy vì tôi mà tụng một bộ kinh Địa Tạng. Hóa ra, ngày mà tôi được luồng gió mát dịu ấy, chính là ngày mà thầy và chị tôi đã vì tôi mà cầu nguyện sự gia trì của Phật, Bồ Tát được cảm ứng. Quả thật, tôi rất cảm ơn sự trợ giúp của hai người. Tôi rất cảm kích sự hộ trì của Phật, Bồ Tát và sức gia trì từ bi của Địa Tạng Bồ Tát. Từ đây, tôi bắt đầu phát nguyện, mỗi ngày tụng một quyển kinh Địa Tạng. Đến tháng thứ 6, tôi phát tâm tôn tạo một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng, đem đến cho họ sơn vàng để cung phụng, nhìn rất là trang nghiêm. Con của tôi mới sinh, tướng mạo rất trang trọng, có lẽ 10 phần giống với tượng Địa Tạng mà tôi đã tôn tạo. Sau khi sanh, nó bị ốm gầy, khiến mọi người trong nhà đều thương xót. Cũng không ngờ người nào gặp nó đầu tiên cũng không ngăn được sự hấp dẫn, đặc biệt từ khí chất của nó, muốn gặp nó lần nữa. Trước mắt, chúng tôi dời nhà từ Đẩu Nam sang Đẩu Lục. Chồng tôi xin nghỉ công tác, cùng với tôi khai trương một tiệm cơm chay. Chúng tôi phát tâm cúng dường cho những vị xuất gia đến cửa hàng. Đó là do chúng tôi muốn báo đáp một chút tình đối với Phật Pháp. Tương lai, nếu làm ăn tốt đẹp, thì xin nguyện toàn gia đình nỗ lực lưu truyền Phật Pháp. Cuối cùng, trong thời đại hiện tại này, há có cái gì quý hơn để so sánh với Phật Pháp ư? Ha ha ha,